Những điều cần lưu ý giúp trẻ phòng tránh bệnh khi giao mùa. Thời tiết thay đổi, trời lạnh là điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn, virus, côn trùng truyền bệnh phát triển, khiến trẻ rất dễ mắc các bệnh về hô hấp, truyền nhiễm. Làm thế nào để giúp trẻ phòng tránh bệnh khi giao mùa là điều vô cùng quan trọng. 1. Chú ý đến thói quen vệ sinh cá nhân cho trẻ. Cha mẹ cần dạy trẻ cách vệ sinh cá nhân thông qua những hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Điều này sẽ giúp trẻ tự bảo vệ sức khỏe của mình. Dạy trẻ từ những điều đơn giản nhất và nâng cao kỹ năng dần dần. Việc giữ gìn vệ sinh bàn tay, chải răng, vệ sinh thân thể rất cần thiết, vì nếu răng miệng, bàn tay bị bẩn sẽ làm gia tăng nguy cơ lây truyền vi khuẩn, virus, ký sinh trùng. Chẳng hạn như trẻ đi vệ sinh xong nhưng không rửa tay và tiếp tục ăn uống thì khả năng vi khuẩn sẽ bám vào thức ăn, xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống và gây bệnh. 2. Chú ý nơi ở, khu vui chơi cần thông thoáng, sạch sẽ. Môi trường của trẻ cần đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng, trong lành. Phòng ngủ cần thông gió bằng cách mở cửa sổ để hạn chế sự sinh sôi và lây lan của virus, vi khuẩn. Điều này sẽ giúp trẻ ngăn ngừa bệnh tật, nhất là các bệnh liên quan đến hô hấp. Vì vậy, cha mẹ cần vệ sinh nhà cửa đúng cách, vệ sinh những đồ vật thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, các bề mặt vật dụng trong nhà, đồ chơi của trẻ bằng các dung dịch diệt khuẩn. Ngoài ra, cần làm vệ sinh ban công, tay vịn cầu thang và bất cứ đồ vật nào được cầm nắm bằng tay. 3. Cần tiêm phòng đầy đủ theo khuyến cáo. Để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho trẻ và tránh những chủng bệnh có thể ngăn ngừa được, các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch. Việc tiêm phòng đầy đủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế sẽ giúp 95% trẻ được tiêm chủng, tạo miễn dịch bảo vệ cơ thể trước những loại virus, vi khuẩn, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, vì những bệnh này có khả năng để lại di chứng nặng nề, thậm chí gây tử vong cho trẻ. 4. Chú trọng đến dinh dưỡng cho trẻ. Để phòng tránh bệnh, nâng cao sức đề kháng, cha mẹ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng cho trẻ. Cho trẻ ăn bổ sung đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng theo khuyến nghị để giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho trẻ. Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân đối, đa dạng các loại thực phẩm sẽ giúp cung cấp cho trẻ đủ các dưỡng chất, vitamin cần thiết cho sự phát triển thể chất và trí tuệ, đồng thời giúp tăng sức đề kháng cho trẻ và bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ bệnh tật. 5. Tăng cường thể dục thể thao. Theo nhiều nghiên cứu mới đây trên thế giới, việc tập thể dục thể thao giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, có thể giúp chúng ta chống lại các bệnh cúm, bệnh về hô hấp. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ vận động và tập thể thao, vì trẻ sẽ được phát triển ở khối cơ, xương và tầm vóc. Trẻ duy trì tập thể thao thường xuyên tối thiểu 2-3 lần một tuần.